Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Cống Ngầm của tác giả Việt Khánh. Ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một căn nhà với những cánh cửa đang đóng kín, những âm thanh chửi bới nhau to tiếng đang vang lên. Thằng chó này không có tiền thì cút đi, đừng có mà lằng nhằng ở đây. Một người đàn ông to tiếng chửi bới, đồng thời giơ chân đạp thẳng vào người một kẻ đang nằm lê dưới mặt đất. Kẻ kia bị ăn bột đạp nằm sụi lơ ra mặt đất, nhưng vẫn cố gắng bỏ dậy. Em xin anh cho em nợ lần này em vật quá rồi. Các kia không thay đổi thái độ, mặt vẫn hầm hầm miệng quát lớn, mày câm mồm, cút ngay trước khi tao cho mày thêm một trận. Khi như vậy hai bên lời qua tiếng lại, người cầu xin kẻ chửi bới. Đối với những kẻ sống và kiếm tiền bằng những việc không trong sạch thì việc này không phải là hiếm. Căn nhà này thực chất là của một tay anh chị có máu mặt. Tay anh chị đó vẫn ngồi đó im lặng không nói gì. Kẻ giơ chân đạp kia là một tay đàn em trong nhà. Còn kẻ đang bò lăn cầu xin kia là Quyết, một tên nghiện ngầm có tiếng ở vùng này. Để có tiền mua thuốc hút trích, hắn sẵn sàng làm tất cả mọi việc bẩn thỉu, từ trộm cắp, chấn lột, tạt sơn, hát mắm tôm vào nhà người khác. Và không những vậy, mỗi khi hắn làm những việc bẩn thỉu đó, hắn luôn để lại một vài câu chửi bới, cứ như là cách hắn khẳng định thương hiệu của bản thân. Tuy nhiên hắn chỉ có thể dọa được dân thường nhà lành, chứ đối với giấy máu mặt thực sự, hắn chỉ là dạng gà mờ nhắt cáy. Trở lại với căn nhà của tên anh chị, thực chất đây chính là nơi chuyên cung cấp thuốc cho Quyết. Nhưng cái gì ra cái đấy, làm ăn ra làm ăn, tiền trao cháu múc. Đen đủi thế nào mà mấy ngày nay Quyết không có trộm cắp được thứ gì đáng tiền, cũng chẳng có ai thuê hắn đi tạt sơn hay làm gì, thành ra là hiện tại hắn rất đói thuốc. Vật quá làm liều, hắn liền đến chỗ của nhà anh chị này để xin một liều cho qua cơn nghiện. Tuy nhiên thấy anh chị này vốn chẳng ưa gì mấy tên nghiện, chỉ biết làm mấy trò bẩn thỉu, thành ra là vốn không muốn cho hắn nợ. Cũng đúng thôi, cho Quyết một lần kiểu gì chả có lần hai. Tin thế quái nào được mấy thằng nghiện, thêm nữa bản thân là một tay anh chị, phải có cái uy thì mới có thể sai bảo đám đàn em của mình. Đây chẳng lẽ không vì bất cứ thứ gì mà phải đi nể nang một thằng nghiện? Về sau thì làm sao còn làm ăn được gì trong giới này? Thành ra là hắn chỉ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu. Tên đàn em ngay lập tức hiểu ý của đại ca là đuổi Quyết đi, cho nên mới có màn cãi cự như vừa rồi. Thêm một cú đập nữa được tung vào người của Quyết khiến cho hắn ngã lăn ra mặt đất. Sự nhờ cơn nghiện đã khiến cho hắn tâm trí bất ổn. Mấy cú đạp của tên đàn em không khiến cho hắn đau đớn, hoặc là do cơn nghiện đã khiến cho hắn chẳng quan tâm đến những đau đớn đó nữa. Hắn phải ngay lập tức bật dậy như không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không phải cầu xin như lúc nãy. Tay chân của hắn run rẩy không vững, thò tay vào trong túi quần lôi ra một con dao nhỏ. Ngay từ khi suy nghĩ là đến đây để nợ thuốc, Quyết đã nghĩ ngay đến việc sẽ bị hành hạ đánh đập. Những cơn vật thuốc không để cho hắn nghĩ nhiều hơn. Hắn nghĩ ngay đến việc uy hiếp anh nếu như không để cho hắn nợ, để có thể có thuốc hút. Và thế là hắn đã dắt theo con dao này. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, tay anh chị nhất quyết không cho hắn nợ, đành phải làm liều thôi. Nói rồi hắn cầm con dao trên tay, đôi mắt đỏ quạnh sâu hoắm nhìn thẳng về phía tay đàn em, rồi miệng khẽ gắt. Thằng chó, mau đưa thuốc cho tao, không ông giết chết mày. Giờ hắn cứ như vậy lao vào như một con thiêu thần phía trước. Tên đàn em cũng không nghĩ một cái thằng bị cả xã hội gọi là gà ngay gáy này hôm nay lại có gan làm liều, cho nên không có phòng bị trước. Bất giác trong giây lát chỉ biết đứng đờ ra. Thế nhưng mà cũng may cho hắn, tên đại ca nhận ra sự bất thường đang ngay lập tức ra tay. Vừa lấy luôn cái ống điếu trong cái xô, hắn đứng lên vung tay vụt mạnh, đánh bay con dao trên tay của Quyết ra xa. Chưa có dừng lại, tiện tay hắn vung cái điếu cày đập liên tiếp hai phát vào người của Quyết.
Chiếc điếu cày bằng tre chỉ sau hai cú vụt cậu đã gãy nát, chứng tỏ lực của cú vụt vừa rồi không có nghỉ nhẹ. Lần này cơn đau đã đến độ khiến tâm trí của Quyết phải chú ý tới. Hắn vừa quỳ xuống đau đớn nhăn mặt suýt xoa, rồi giơ tay lên ôm chỗ vừa bị vụt. Tên đàn em lúc này mới sực tỉnh miệng nói, đại ca em... Tên đại ca liền đáp, chúng mày vẫn còn non và xanh lắm, nhưng mà không sao cả, anh cũng vậy cả thôi. Phải lăn lộn trong giới này nhiều thì mới tôi luyện được bản lĩnh, anh ngày xưa cũng vậy cả thôi. Tên đàn em lúc này liền đáp, vâng anh dậy phải. Tên đại ca lúc này quay qua chỗ cổ Quyết đang nằm trên mặt đất sau ngày cú vụt, ngồi lên người cổ Quyết, đưa một tay bóp lấy hàm rồi nhấc lên. Tên đại ca nói trong khinh khỉnh, khá đinh à, trước nay mày luôn bị gọi là Quảng A Quác, con gà hay gáy này mà dám to gan liều mạng giết người cơ đấy. Được, tao có lời khen cho mày, tao sẽ cho mày nợ lần này. Nhưng mà mày nhớ lấy, lần sau thì đừng có mà làm như vậy với tao, không thì sẽ không có hai phát điếu cày vào người mày đâu, mà là sẽ vào đầu của mày đấy. Mày có nghĩ mà đầu của mày cứng hơn cái điếu cày của tao không hả? Dứt lời, tên đại ca lúc này liền vung mạnh tay ném mặt của Quyết sang một bên rồi đứng dậy nói, và lấy thuốc cho nó đi, xong ném nó ra ngoài, thích hút ở đâu thì hút, đừng có hút ở đây. Tên đàn em nghe xong thì liền đi vào trong nhà. Vài phút sau, hắn đem ra một cái gói nhỏ rồi ném về phía của Quyết, trừng mắt lên rồi nói lớn, cầm lấy, đại ca này dễ tính mới cho mày nợ đấy, sau thì nhớ trả đủ, giờ thì mau cút đi đi. Quyết sau một hồi đau đớn thì cơn vật thuốc đã trở lại, hắn tâm trí lại bắt đầu không ổn định. Nhưng giờ đây thì khác, hắn đã có thứ mình muốn trong tay. Vừa vội lấy cái gói nhỏ bằng tất cả sự tỉnh táo còn sót lại, Quyết rời khỏi nhà tay anh chị để mà kiếm một chỗ để hút chích. Chỉ vài ngày sau thì hắn đã kiếm được một nơi thích hợp, đó là một chiếc cống ngầm nơi nước xả thải của thị trấn đã chảy qua. Hồi thối bẩn thỉu và thanh tưởi là những từ có để miêu tả nơi này, nhưng điều đó đối với Quyết bây giờ chẳng quan trọng, miễn nơi đây vắng người qua lại để hắn có thể thoải mái phi pha cho qua cơn vật thuốc, thế là được. Đôi tay run rẩy mở cái gói nhỏ, rồi một ánh lửa lóe lên. Quyết dựa mình vào cái thành cống bằng bê tông bám đầy rêu mốc để mà tận hưởng cái cảm giác phi pha của nàng tiên nâu. Trong tâm trí của hắn nửa tỉnh nửa mơ, lâu lắm rồi hắn mới khẽ cười nhếch mép như là có chuyện gì vui lắm vậy. Thời gian kinh như vậy trôi qua, Quyết rồi cũng tỉnh lại sau cơn phê thuốc, đưa tay lên bóp đầu cho tỉnh hẳn, đồng thời lúc này đã đi qua cơn phê. Những cơn đau sau hai cú vụn của tên đại ca dần trở nên khiến hắn suýt xoa nhăn mặt, miệng của hắn lẩm bẩm chửi, mẹ kiếp thằng chó, ông không vật quá thì không đời nào ông đây chịu nhục vậy đâu, chúng mày cứ đợi đó. Nói rồi hắn loạng choạng đứng dậy. Khi này hắn mới để ý xung quanh, nên hắn đang ở là một chiếc cống ngầm đầy mùi hôi thối và bẩn thỉu. Miệng của hắn lại chửi, mẹ kiếp thôi quá vậy. Rồi bỗng như đầm vào mắt của hắn, ở phía trong cống cách hắn một chút không xa, có một người đang ngồi đó ôm gối. Bộ quần áo của kẻ đó mặc khá là nhếch nhác bẩn thỉu, với một cái mũ áo trùm kín đầu. Đang trong cơn bực tức không có chỗ xả giận, Quyết để nói, ê thằng kia, mày là thằng nào? Không có tiếng đáp lại, thậm chí là kẻ kia còn không thèm quay sang nhìn hắn lên một cái. Cảm thấy như là bị khinh thường, Quyết để nói lớn, ê cái thằng kia bộ mày điếc hả? Vừa nói, Quyết vừa tiến lại gần kẻ lạ mặt. Kẻ kia vẫn không một chút phản ứng. Quyết đưa tay hất cái mũ của kẻ lạ mặt lên để xem miệng cắt, ê thằng chó này mày có nghe? Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cơn đau ngay lập tức ập đến. Trong nháy mắt, cánh tay đang hất cái mũ đã bị kẻ lạ mặt kia túm chặt. Những tiếng răng rắc vang lên, cổ tay của Quyết bị những ngón tay của hắn kia bóp nát. Quyết quỳ người xuống kêu lên đau đớn. Từ cổ tay của Quyết, những mạch máu bị bóp vỡ văng ra tung tóe, những mảnh xương bị bóp nát cắm sâu vào trong da thịt, khiến cho cơn đau của Quyết càng trở nên kinh khủng. Khi này Quyết mới đưa mắt lên để nhìn vào khuôn mặt của kẻ lạ kia. Dưới cái ánh sáng nửa vời lọt đường vào trong cống,
Quyết như không tin vào mắt của mình. Một khuôn mặt của sự ác quỷ, độc ác đến kinh hoàng. Khuôn mặt nham nhở chỗ có thịt chỗ không. Đôi mắt dường như sắp rơi ra ngoài, bởi chẳng còn mí mắt. Hàm răng lộ rõ đến tận chiếc trong cùng, bởi phần thịt xung quanh má gần như chẳng còn nữa. Nhưng Quyết không còn kịp sợ hãi, bởi những cơn đau lại tiếp tục ập đến. Con quỷ kia dần cái cánh tay đã bị bóp nát một phần của Quyết lại gần, rồi sau đó há to cái miệng nham nhở răng trắng hiếu. Quyết lúc này vội vàng hét lớn: "Mẹ mày chứ mày định làm gì?" Để cánh tay còn lại đấm thẳng vào mặt con quỷ, hòng tìm cách thoát ra. Rồi một đấm rồi lại một đấm nữa. Thế nhưng không, những cú đấm của Quyết chẳng có tác dụng gì cả. Con quỷ vẫn được cánh tay của Quyết lại rồi cắn. Quyết như không tin vào mắt của mình. Cái hàm răng trắng hiếu đó từ từ hạ xuống, đè lên những ngón tay của Quyết. Ngó tưởng như là một người bình thường thì cú cắn cùng lắm cũng chỉ làm sức da rách thịt. Tuy nhiên cái hàm răng của con quỷ tuy chậm nhưng là có một sức nặng kinh hồn, giống như là một chiếc máy ép thủy lực vậy. Những ngón tay của Quyết dần bị hàm răng của con quỷ nghiền đứt. Những tiếng thịt nát, tiếng xương gãy lại vang lên. Quyết hét lên đầy đau đớn, giãy giụa cố gắng làm mọi cách để thoát khỏi tình cảnh này. Con quỷ sau khi đang nghiến đứt vài ngón tay thì khẽ ngửa đầu lên, xé đứt những ngón tay đó ra khỏi cơ thể của Quyết. Những dòng máu phun ra, cái hàm răng trắng hiếu đến tận chiếc trong cùng khi này cũng đã loang lổ đầy màu máu. Rồi con quỷ bắt đầu nhai những ngón tay đó trong miệng, những tiếng rộp rộp vang lên đến rợn người. Quyết như không tin vào mắt của mình, hắn vừa đau đớn về thể xác lại vừa hoảng loạn về tinh thần. Hắn đang phải tự mình chứng kiến cảnh một kẻ khác, không, phải gọi là một con quái vật thì đúng hơn, đang từ từ ăn thịt của chính bản thân mình. Quyết là hết dãy đàm gào thét: "Khốn kiếp, thả ta ra!" Giờ Quyết lại dùng mọi cách đập đá giằng co để tìm cách thoát. Thế nhưng miệng của hắn vừa chửi đồng thời cũng vừa cố gắng hét lên để hy vọng có ai nghe tiếng hắn: "Còn mẹ mày, bỏ ra, có ai không cứu tôi?" Thế nhưng đen cho hắn, nơi đây là cống ngầm, cái nơi hôi thối bẩn thỉu mà lẽ dĩ nhiên chẳng ai lui tới bao giờ. Mà thực ra dù hắn có hét to đi chăng nữa cũng chẳng thể nào át đi được những âm thanh khác. Tiếng xe cộ trên mặt đất, tiếng nước chảy, đủ thứ âm thanh hỗn tạp trong cái cống này. Hoài chăng chỉ có chuột và rắn đã nghe được tiếng của hắn kêu cứu mà thôi. Mà chuột với rắn thì làm được gì chứ? Trở lại với thực tại, sau khi nhai những ngón tay của Quyết trong miệng, con quỷ khẽ ngửa cổ lên rồi nuốt ực một cái. Một cánh tay vẫn giữ chặt cái tay khi nãy đã bị bóp nát của Quyết. Con quỷ đưa tay còn lại lên, nhắm thẳng về phía Quyết. Quyết nhìn thấy liền la hét hoảng sợ: "Mày định làm gì?" Cố giật lùi người lại đằng sau, thế nhưng không thể, bởi một cánh tay vẫn bị giữ chặt. Con quỷ liền giật mạnh, lôi cơ thể của Quyết lại gần. Cánh tay kia của con quỷ lập tức túm lấy cái bắp tay của Quyết rồi bấu chặt. Những cơn đau lại bắt đầu lan truyền đến. Những ngón tay của con quỷ cứ như vậy càng siết chặt. Qua cả lớp quần áo vẫn có thể thấy cả phần cơ thể của Quyết đang sưng phồng lên vì sức ép bởi những ngón tay. Và rồi như đã căng cứng hết cỡ, bùng một tiếng, phần thân thịt nơi cánh tay của Quyết nổ bét máu ra bởi sức ép. Những mạch máu bị siết chặt vỡ tung như đã ống nước bị tắc. Nhưng sự đau đớn đến tột cùng, Quyết không còn biết làm gì ngoài la hét. Những ngón tay của con quỷ lúc này đã bấu sâu ấn chặt vào thịt của Quyết, lắc lư những ngón tay để có thể luồn vào sâu hơn. Con quỷ bắt đầu nhấc tay, xé phần thịt từ bắp tay của Quyết ra khỏi cơ thể. Máu me lại bắt đầu tuôn ra. Những thớ cơ, những sợi gân bám dòng theo cánh tay trắng dần dần đã lộ ra. Đưa miếng thịt vừa xé được, con quỷ lại tiếp tục đưa lên miệng rồi bắt đầu nhai. Trước sự chứng kiến kinh hoàng của Quyết, thậm chí của Quyết bây giờ đang trong sự sợ hãi tột cùng và hoảng loạn, thậm chí là điên loạn. Những hình ảnh dự đoán tiếp theo liên tục xuất hiện trong đầu, khiến cho nỗi hoảng sợ càng tăng thêm. Hắn sẽ bị con quái vật này ăn thịt một cách từ từ cho đến khi không còn lại một mảnh nào.
Con quỷ thì vẫn mặc nhiên chẳng quan tâm đến Quyết, nó chỉ tập trung cái miệng của mình, rồi khẽ ngửa cổ lên nuốt được một cái. Cứ như vậy dần dần, từng thứ thịt bị con quỷ xé ra. Chút một, từ từ chậm rãi. Và rồi con quỷ lại đưa hai con người trắng xã, không còn mí mắt nhìn về phía Quyết. Quyết biết chuyện gì sắp sửa xảy ra, miệng của hắn gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng con quỷ chẳng mảy may quan tâm, nhấc cánh tay lên rồi đưa sát lại cơ thể của Quyết. Lần này cánh tay nhắm về phía ngực dưới, vẫn bằng những động tác chậm rãi nhưng sức mạnh khủng khiếp. Những ngón tay của con quỷ bắt đầu thòng vào nơi giữa những chiếc xương sườn. Những cơn đau tột cùng cứ liên tiếp ập tới. Quyết giờ này không biết gì ngoài việc la hét trong tuyệt vọng. Một sự dửng dưng đến vô cảm, con quỷ mặc kệ những tiếng hét, khẽ co những ngón tay rồi rắc một tiếng. Hai chiếc xương sườn cuối cùng bị bẻ gãy rồi tuột ra. Những miếng thịt bị bám xung quanh nơi đó cũng vì vậy mà bị xé toạc, để lộ ra dưới đó là những cơ quan nội tạng như gan thận ruột vẫn còn đang giật giật. Con quỷ lại bắt đầu đưa miếng xương sườn vừa xé được lên miệng nhai một cách chịu chảo. Cả một khoảng đất xung quanh nó lúc này đang ngập tràn mùi máu, lẫn vào đó là mùi hôi tanh của chiếc cống ngầm, lại càng làm cho mọi thứ trở nên tanh tưởi. Quyết lúc này dường như đã quá đau đớn, máu mất đi cũng rất nhiều, thành ra đã ngất đi, chẳng còn là hét được nữa. Thế nhưng không, Quyết ước giá như bản thân của mình được như ở trong những câu chuyện mà từng kể, khi ngất đi xong tỉnh dậy thì sẽ tìm thầy pháp hoặc ít nhất là vẫn còn sống. Thì Quyết vẫn còn sống sau khi ngất đi, tuy nhiên không phải như những chuyện hắn đã từng nghe, mà thứ đánh thức hắn dậy chính là cơn đau. Một cơn đau khiến cho hắn dù đang ngất đi rồi cũng phải bừng tỉnh trở lại. Con quỷ sau khi đã nhai xong phần xương sườn, nó lại được con mắt nhìn về cơ thể của Quyết. Nhìn cái mớ nội tạng vẫn còn đang phập phồng trong đống máu, con quỷ đưa cánh tay thầm sâu vào trong rồi móc ra. Và đó cũng chính là cơn đau khiến cho Quyết trở lại thực tại sau khi ngất đi, để chứng kiến một sự thật còn tàn khốc hơn. Được ánh mắt lờ đờ chỉ còn có thể nhìn thấy một thứ. Quyết thấy con quỷ đang moi dần nội tạng của mình ra ngoài. Trên tay của nó lúc này đang cầm một quả thận rồi đưa lên miệng bắt đầu nhai. Những hình ảnh đầy ám ảnh đến cùng cực. Con quỷ sau khi nhai xong quả thận của Quyết, nó lại được ánh mắt nhìn xuống. Quyết lúc này cơ thể đã sụi lơ, chỉ còn thoi thóp thở. Cả cơ thể rũ xuống như một chiếc tàu lá. Hơi thở của Quyết dần dần yếu đi. Và rồi cái điều Quyết mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Quyết cuối cùng cũng được chết. Con quỷ sau khi nhai xong quả thận, nó tiếp tục móc tay vào những đống ruột gan vèo phổi moi thẳng lên trên. Và giây phút nó rút tay ra, trên tay nó khi này là một quả tim bè bét máu vẫn còn đang giật giật. Đã công chính đã đều đã kết thúc cuộc sống của Quyết. Đưa quả tim lên miệng rồi lại bắt đầu há miệng nhai một cách bình thản. Con quỷ lại tiếp tục bữa ăn của mình. Ngỡ tưởng như vậy đã là xong. Thế nhưng không. Sau khi ăn xong quả tim, con quỷ này liền giơ tay lên, túm lấy thần sắc của Quyết. Quyết đã chết. Dĩ nhiên là sẽ chẳng còn có thể phản ứng được gì. Mặc cho con quỷ thích làm gì thì làm. Con quỷ đưa một tay túm lấy đầu của Quyết. Đôi mắt khuôn mặt của Quyết lúc này bê bết máu. Con người trợn trừng lên vì phải chứng kiến một cảnh tượng bản thân bị ăn thịt đến chết. Được cánh tay túm lấy đầu của Quyết, dí sát mặt của Quyết vào mặt của mình. Con quỷ vội dừng đôi mắt không còn mí của mình nhìn lại. Cơ hàm của nó khẽ cử động. Quả thật nếu như xung quanh mặt nó mà có thịt để mà che lấp đi hàm răng trắng nhăm nhở, thì át hẳn nó bây giờ đang cười. Được cánh tay còn lại lên rồi thu ngón này, chỉ để lại một ngón trỏ dài nhất. Con quỷ chọc thẳng ngón tay vào đầu của Quyết, xuyên qua hộp sọ đâm thẳng vào óc. Chưa dừng lại, con quỷ bắt đầu quay đều, cái ngón tay cứ như vậy nhịp nhàng xoay tròn, ngoáy nát óc của Quyết ra như đậu phụ. Hai con người của Quyết cũng bị tác lực của ngón tay đẩy dần ra, lòi ra đến mức nếu như không giữ lại bởi vài sợi dây thần kinh, có khi nó cũng rơi ra rồi. Sau một hồi trong ngoáy, khi này con quỷ mới bắt đầu rút ngón tay ra. Đầu của Quyết bây giờ đã được đục một lỗ sâu hoắm.
Não của Quyết đã bị khuấy nát bét thành một thứ nước, một thứ dịch đầy kinh tởm được tạo thành bởi não, máu huyết và thịt vụn. Đường hai tay đỡ lấy cái đầu của Quyết rồi hướng cái lỗ đó xuống dưới. Con quỷ hắt to miệng bắt đầu thưởng thức cái thứ dịch nhảy nhụa bắt đầu chảy ra. Cứ như là đang đụng độ uống nước dừa vậy. Sau một hồi cái dịch đó không còn chảy ra được nữa, con quỷ còn lại cố gắng lắc cái đầu bên trong đã trống rỗng của Quyết cho vào những giọt dịch cuối cùng chảy ra. Đúng kiểu thơm ngon đến giọt cuối cùng, sợ mới vùng tay ném cái xác của Quyết qua một bên, đã ăn xong bữa ăn của mình. Đưa tay lên khẽ kéo cái mũ áo, nó từ từ đứng dậy chậm chậm bước đi về phía chiếc cống ngầm rồi biến mất trong màn đêm. Để nói về nguồn gốc của con quỷ này thì phải quay lại khoảng thời gian khá lâu về trước. Mọi việc bắt đầu tại nơi mà không ai ngờ nhất, đó chính là nơi hóa thân hoàn vũ, hay nói dân dã hơn một chút là nơi hỏa thiêu những người đã chết. Lão Ất là một người đã làm ở đài hóa thân hoàn vũ cả chục năm nay. Sau khi mà thành công việc của mình, trở về căn nhà của mình nằm sâu trong con đường nhỏ. Tuy đã ngoài 50, nhưng lão lại chẳng có vợ con gì, cứ lủi thủi một mình. Nhưng đó cũng là cái mác lão dựng nên cho mình mà thôi. Vốn lão là một thầy bùa, vợ con với lão chỉ là thêm vướng tay vướng chân. Lão thích một mình cô độc, cùng với những đứa con cưng của lão, những âm binh, những cây ngải. Tuy nhiên dạo gần đây, lão đã thực hiện một kế hoạch mà lão chưa từng nghĩ đến. Và có lẽ thêm một chút may mắn cho nên kế hoạch của lão đã thành công. Lão Ất đã thành công trong việc nuôi một con quỷ. Mọi việc bắt đầu từ một hôm trên đường về, lão bắt gặp một con mèo trắng muốt có một đôi mắt hai màu. Nhận ra sự kỳ lạ của đôi mắt này cho nên lão cố tình bám theo. Và lão đã đúng, con mèo này thực sự rất lạ. Con mèo trắng này sống giữa một đám mèo đen, cái giống mèo mà dân gian hay gọi là mèo ma. Lão Ất thầm nghĩ, con mèo này chẳng lẽ nó là... Suy nghĩ giây lát, và quả nhiên suy nghĩ của lão không sai. Con mèo trắng kia thực chất vẫn là mèo đen, nó chỉ bị bệnh tạng mà thôi. Đường ăn của con mèo thành ra cũng bị căn bệnh làm cho biến đổi thành hai màu riêng biệt, đôi mắt âm dương. Ngay lập tức lão tìm cách bắt bằng được con mèo này. Sau vô số lần cài bẫy, cuối cùng thì lão cũng thành công. Lão đã có được trong tay một bảo bối ngàn năm khó gặp chỉ bằng sự may mắn. Bước tiếp theo của kế hoạch đó chính là ăn trộm xác chết. Vốn là một người làm việc thâm niên tại cơ sở hóa tang, cho nên là thành ra lão cũng không quá khó để ăn trộm một cái xác cho chính mình. Đây lại là một sự may mắn nữa của lão. Thực sự thì lão vốn là một thầy tà, người bình thường khi nhìn lão thì sẽ chẳng thấy gì. Thế nhưng những người có khả năng tâm linh thì khác, ít nhiều thì cũng cảm nhận được những điều hắc ám từ cơ thể của lão. Do đó lão đã quyết định chọn một việc làm tại nơi hỏa táng để tạo vỏ bọc cho mình. Quả nhiên không ít lần đã có những thể pháp nhận ra từ cơ thể của lão có vô số mùi tử thi cũng như khí lạnh bất thường. Nhưng khi điều tra về lão thì thấy lão làm ở đài hóa thân, nghĩa là nơi này ngày nào cũng có người chết, thì mùi tử thi tỏa ra từ cơ thể của lão cũng chẳng có gì lạ. Nhờ vậy mà vô số lần lão Ất có thể thoát khỏi sự trừng phạt của những thầy pháp. Và giờ việc làm ở đài hóa thân lại thêm một lần nữa mang đến may mắn cho lão. Cái lão muốn đã tạo ra một con quỷ, hay chính xác hơn là quỷ nhập tràng. Lão đã có một con mèo tuy trắng nhưng mà đen vô cùng đặc biệt, với một đôi mắt âm dương. Giờ cái lão thiếu là một xác chết nữa thôi. Dĩ nhiên là lão không thể ra tay giết người, quá nguy hiểm và dễ bị bại lộ. Việc đơn giản đó là ăn trộm xác từ nơi làm việc. Việc nói đối với lão là đơn giản hơn nhiều. Lão đã làm việc ở đó hơn chục năm, mọi ngóc ngách thói quen đường đi lối lại, lão nhắm mắt cũng có thể bước qua. Và rồi cái cơ hội ấy cũng đến. Ngày xấu số lần này chính là một thanh niên chỉ hơn 25 tuổi. Không may bị sét đánh chết đang đi đường. Theo di nguyện của gia đình, người nhà muốn thiêu đốt xác lấy cho cốt mang gửi lên chùa. Thường thì sẽ có hai kiểu hóa tang cơ bản. Đó là thiêu nhưng giữ lại cốt, tức là chỉ thiêu đốt phần da thịt, chỉ giữ lại xương, sau đó đựng cho vật tiểu quách đem về chôn. Làm cách này thì chỉ cần một lần chôn cất đào sâu chôn chặt,
không cần phải 7-8 năm sau bốc mộ. Kiểu thứ hai là hỏa táng nhưng thiêu cả xương, đốt cho đến khi xương cốt thành tro bụi. Tro này sẽ được bỏ vào hũ, thường sẽ có người nhà đem lên chùa chiền miếu mạo để gửi. Một số nơi khác còn có phong tục giải cho cốt này ra sông suối. Quay trở lại vì lão Ất, ngay khi biết cái xác này bị sét đánh, lão đã giáp tâm phải trộm bằng được cái xác này. Một con mèo đặc biệt giật lại thêm một cái xác đặc biệt. Cả mấy chục năm mới có một người bị sét đánh thì làm sao mà hắn bỏ qua cho được. Thêm nữa di nguyện của thân nhân người đã khuất chỉ là lấy cho cốt lại càng hay. Nếu là lấy cốt thì lão còn khó khăn trong việc tìm đồ thay thế, chứ cho cốt thì đơn giản hơn nhiều. Cứ buồn hũ cho trắng trắng, ai biết đâu vào đâu. Và rồi kế hoạch của lão được tiến hành một cách ngon lành. Và ngay khi cái quan tài được chuyển vào, hắn lấy lý do là máy móc hình như có điều gì đó trục trặc, bảo người cùng làm hắn đi kiểm tra. Người kia không một chút nghi ngờ, với cả có gì để mà nghi ngờ đây. Ngay khi người kia vừa đi, lão đang nhanh chóng tráo đổi cây xác. Với sự thông thuộc cũng như sự chuẩn bị kỹ càng từ rất lâu, lão đã ra tay một cách chót lọt không ai hay biết. Ngày hôm sau khi mà trở về với chiến lợi phẩm của mình là một chiếc xác còn nguyên vẹn, chỉ là có điều những vết đen trên cơ thể bị sét đánh mà thôi. Lão cười khoái trá khi nghĩ đến những gì lão sắp làm. Đặt cái xác ngay ngắn trên một chiếc bàn, lão từ từ thả con mèo ra rồi ngồi chờ đợi. Con mèo được thả ra bình thường nếu như những con khác sẽ tìm cách trốn khỏi nơi đây. Thế nhưng không, con mèo như đã bị một sức hút kỳ lạ, nó không hề bỏ chạy mà từ từ tiến lại gần xác chết. Đôi mắt của nó hay màu sáng rực trong đêm, con mèo bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Cơ thể của nó bắt đầu run lên một cách kỳ dị, rồi có tiến gần đến đầu của cái xác chết, thè cái lưỡi ra rồi bắt đầu liếm láp. Sau khi liếm láp một hồi, con mèo bỗng co người, nhảy lên phía bên kia. Do đang ở phía đầu của xác chết, cho nên bước nhảy đầu tiên của con mèo là sang bắp tay phía đối diện. Nhưng không dừng lại, con mèo lại nhảy qua bên hông kia, rồi lại nhảy về bên vừa nãy, nhưng là hướng về dưới chân. Tổng cộng con mèo đã nhảy qua 3 lần cái xác. Ngay khi nhảy xong, con mèo liền dừng lại, đưa hai chân trước lên cào cào trong không khí, rồi bắt đầu quay người chạy ra khỏi căn phòng. Lão Ất chứng kiến tất cả từ đầu đến cuối, đến giờ không khỏi kinh ngạc. Là một thầy bùa, lão đang nghe về quỷ nhập tràng không ít, thậm chí đã là được chứng kiến vài lần. Thế nhưng đây là lần đầu tiên lão thấy con mèo nhảy đến tận 3 lần như vậy. Có lẽ do đó là một con mèo đặc biệt, lão thầm nghĩ rồi tiếp tục chờ đợi. Phía bên kia cái xác vẫn còn nằm đó, im lìm bất động chẳng chút suy chuyển. Lão Ất vẫn ngồi im lặng quan sát, cho đến khi mà không còn kiên nhẫn nữa, lão đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Thế nhưng ngay khi vừa quay người lại, thì đằng sau lão là những tiếng phì phì vang lên. Cái xác chết do bị sét đánh đã bắt đầu có tiếng thở trở lại. Lão Ất nhìn thấy vậy mà cười lớn. Ta thành công rồi, đứa con yêu quý của ta. Ngày hôm sau, ngày đầu tiên sau khi được hồi sinh cái xác, lão Ất vẫn đi làm bình thường để tránh mọi sự nghi ngờ. Hết ca làm việc, lão ra chợ mua trứng gà với thịt lợn tươi đem về. Mọi người trong chợ thì cũng chẳng ai thèm quan tâm, lão mua thì bán thôi. Cầm trên tay đống trứng với miệng thịt còn đỏ au, lão khoái chí khi mà sắp lại được chứng kiến đứa con cưng của mình. Trở về nhà, ngay lập tức lão tiến vào căn phòng tối. Nơi đó cái xác đã được nhập tràng khi nãy đang ngồi trong góc rồi bất động. Lão đã tiến lại không một chút e sợ, bởi lão vốn là thầy bùa. Lão thừa biết được rằng những ngày đầu tiên quỷ nhập tràng rất yếu, chẳng đủ sức để làm hại lão. Quỷ nhập tràng phải bổ sung linh khí từ những thứ nhỏ nhất như trứng gà, rồi đến thịt tươi, máu động vật, đủ các thứ, rồi cuối cùng mới đến thịt người. Nghĩa là chưa đến lúc con quỷ này ăn thịt người, lão chẳng phải sợ gì cả. Đưa cái bọng chứa trứng gà và một miếng thịt tươi rói trước mặt con quỷ, lão Ất liền cười khà. Con của ta, con đói lắm phải không? Ăn đi này. Con quỷ khi này nhận ra được mùi máu tanh trước mặt, nó bắt đầu đưa tay, từ từ chậm rãi túm lấy miếng thịt và đống trứng.
đưa cái tay nhắm nút bẩn thỉu nổi lên trên đó nhiều vệt đen do dị chứng của sét đánh. Con quỷ bắt đầu nhét một quả trứng vào miệng. Quả trứng vỡ nát bắn tung trong khoang miệng, bắn cả ra ngoài. Cái chất dịch nhảy của lòng đỏ và trắng quyện vào nhau, nhòe nhét khẽ rơi xuống sàn. Chứ còn lại nằm trong miệng, con quỷ khẽ ngửa cổ lên, để đống nhảy nhụa tanh hôi đó chảy xuống cổ. Xong quả thứ nhất, con quỷ tiếp tục quả tiếp theo, cứ như vậy dần dần cả đống trứng đều bị nó nuốt sạch. Sẽ đến miếng thịt lợn tươi, con quỷ khi này cố nhét cả miếng vào mồm rồi nuốt, thế nhưng không được, nó cứ như là mắc mãi ở đấy, chẳng thể nào có thể xuống được cả. Lão Ất quan sát mọi thứ, nhận ra là con quỷ hiện tại cơ hàm của nó quá cứng, vẫn chưa thể cử động linh hoạt. Đống trứng khi cắn vỡ nát thì có thể coi là chất lỏng, nhất thời có thể ăn được, thế nhưng miếng thịt kia thì không. Nghe vậy, lão Ất liền chạy đi kiếm một con dao lớn. Đưa đầy lôi cái miếng thịt còn đang nhăm ở trong mồm của con quỷ, lão Ất nói: "Con yêu, ta xin lỗi, đợi ta một lát." Thế rồi lão Ất dùng con dao trần nhỏ miếng thịt, quả nhiên là con quỷ cái này đã có thể nuốt một cách dễ dàng. Cứ như vậy trong một tuần đầu tiên, lão Ất cho con quỷ ăn thịt tươi và trứng gà. Con quỷ dường như cũng được chu cấp đầy đủ cho nên tuyệt đối chẳng phá phách gì, chỉ ngồi một chỗ hầu như không di chuyển. Cho đến ngày thứ 10, khi mà lão Ất vẫn tiếp tục cho con quỷ ăn trứng gà và thịt tươi thì nó không ăn nữa. Nó chỉ ngồi một chỗ nhìn chân chân và đống đồ ăn mà không đụng vào. Lão Ất hiểu ra ngay vấn đề, đã đến giai đoạn thứ hai. Lập tức lão rời khỏi nhà đi mua máu lợn và gà sống. Quả nhiên khi mà đưa hai thứ đó về cho con quỷ, nó liền lập tức có phản ứng. Được cánh tay khi này đã không còn cử động quá cứng như lúc ngày đầu, nó túm lấy cái bịch chứa tiết lợn mà cắn. Những dòng máu tươi từ đó chảy ra, con quỷ ngửa cổ lên mà hứng trọn tất cả. Nếu có thể dùng một câu để miêu tả cảnh này thì chắc chỉ có câu thơm ngon đến giọt cuối cùng. Rồi sau khi uống xong đống máu, con quỷ bắt đầu quay sang nhìn con gà sống đang đợt đặt ở gần đó. Lão Ất đưa tay với lấy con gà, loay hoay thế nào hoặc do con gà được cột không chặt, thành ra cây dây bị tuột. Con gà kêu lên một tiếng rồi bắt đầu chạy. Lão Ất vội giơ tay vồ lấy con gà nhưng không, một bàn tay khác đang nhanh hơn lão, túm được con gà trước. Không khác gì đó chính là cánh tay của con quỷ. Lão Ất khá bất ngờ khi gặp cảnh tượng này. Mới vài hôm trước cử động của con quỷ rất là cứng nhắc và chậm chạp, ấy vậy mà bây giờ đã nhanh nhẹn hơn nhiều. Đôi mắt nhìn về con quỷ lúc này, nó đang giơ tay túm chặt con gà, nhưng có lẽ lực túm rất mạnh. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được phần xương của con gà đã bị bẻ gãy lòi cả ra. Con gà đau đớn dãy lên đầm mỹ tìm cách trốn thoát, thế nhưng không. Có như nào thì nó cũng chỉ là một con gà, chạy dưới tay của một người bình thường còn khó, nói gì dưới tay của một con quỷ. Đường hai tay túm lấy con gà xoẹt một tiếng, con gà bị con quỷ xé đôi ra làm hai, máu me phèo phồi và cả phân bị chảy ra từ ruột, cứ như vậy trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ mùi kinh tởm. Con quỷ thì lại chẳng quan tâm điều đó, cái mùi tanh tởm lợm giọng đó lại khiến cho nó thích thú hơn. Từ hai nửa của xác con gà lên, nó ngửa đầu há miệng, hứng trọn tất cả những thứ đó vào trong miệng rồi nuốt xuống. Nhìn cảnh này, lão Ất cũng khá là tởm. Lão khẽ nôn khan vài tiếng, nhưng lại vui vì con quỷ mà lão đang nuôi đã ngày càng mạnh hơn. Sau khi uống xong cái đống nhảy nhụa tạo bởi máu, phân ruột và đủ thứ bẩn thỉu từ nội tạng, con quỷ bắt đầu đưa con gà vào trong miệng. Cơ hàm của nó bây giờ linh hoạt hơn trước. Không cần lão Ất phải chặt nhỏ ra nữa, nó cứ như vậy bỏ xác con gà vào và nghiến xuống. Hàm răng của nó nghiến chặt, gặm nát cái đầu của con gà đang còn nguyên cả lông lá. Áo gà bắn ra tung tóe khắp nơi, nhưng con quỷ không dừng lại. Nó tiếp tục nhai rồi từ từ nuốt xuống. Ừng một tiếng, một phần của con gà đã bị nuốt trọn. Lại tiếp tục đưa xác con gà vào trong miệng, rồi lại nghiến xuống. Những tiếng nghiến răng khi mà xương của con gà bị bẻ gãy vang lên, không khác gì như đang ăn ngô răng cả. Lão Ất vẫn ngồi đó chăm chú quan sát. Khi này lão mới để ý cái thân xác con quỷ này sau hơn 10 ngày
đã có dấu hiệu khô lại. Suy chỉ có hai bên miệng là ướt nhoẹt. Có lẽ xung quanh miệng là nơi thức ăn đi qua. Máu me, trứng gà và các thứ đều là đồ tanh đồ ướt, khiến cho vùng thịt xung quanh miệng không bị khô lại. Cứ như vậy, lão ớt ngồi đó, nhìn đứa con cưng của mình ăn sạch sẽ con gà, rồi mới quay đầu bước ra. Miệng của lão cười một nụ cười đầy sự phấn khích. Liên tục những ngày sau đó, lão ớt cung cấp cho con quỷ đầy đủ thức ăn tươi sống. Con quỷ ngày càng trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Và rồi cái ngày mà lão ớt mong chờ cuối cùng cũng tới. Trong một lần đem thức ăn cho con quỷ, lần này con quỷ vẫn ăn như mọi khi. Nhưng khi ăn xong, từ cổ họng của nó tuy không rõ ràng nhưng vẫn có thể khò khè thành tiếng. Lão ớt như không tin vào tay của mình, con quỷ này của ông đang tập nói, thậm chí là đang gọi lão là cha. Lão ớt liền vội vàng gọi lại, gì cơ, con của ta, nói lại cho ta nghe xem nào. Từ họng của con quỷ những tiếng khò khè lại vang lên, thịt người sao? Lão ớt thầm nghĩ trong đầu, vậy là đã đến cái lúc mà sinh khí từ loài động vật không đủ để cho con của lão nữa. Nhưng với một kẻ như lão, ngay lập tức một kế hoạch hiện lên trong đầu. Lão nghĩ ngay đến cái công việc đang làm, lão liền cất tiếng đáp. Con của ta, được rồi, ta sẽ đem thức ăn cho con. Con ngoan đợi ta một chút. Ngay ngày hôm sau, lão ất đi đến chỗ làm việc bắt đầu kế hoạch để có thể kiếm thức ăn cho con của lão. Đó chính là thịt người. Là một người có thâm niên cả chục năm, làm tại đài hóa thân hay gọi dân dã hơn là nơi hỏa táng, thì lão ta đã ngay lập tức nảy ra một ý định. Đó là xẻ thịt những xác chết của những người đã khuất được đưa đến đây để hỏa táng. Chỉ cần không bị phát hiện thì sẽ chẳng sao. Nghĩ là làm, lão giấu trong người một con dao sắc lẻm, viện một cái cớ để bên cạnh thêm cái quan tài. Thêm một vài phút đối với lão không khó. Trong thời gian đó, lão mở nắp quan rồi nhanh chóng rút con dao, xem một đường thật dài, cắt một phần thịt từ thi thể của người đã khuất, sau đó cất gọn. Lão ất cũng rất cẩn thận, mỗi cái xác lão chỉ lấy một phần nhỏ. Có hai lý do, một là để tránh cho người khác phát hiện ra những hành động kỳ lạ của lão, thứ hai là để dễ dàng che giấu phần thịt đó đi hơn. Trong thâm tâm của lão nghĩ, mỗi ngày trung bình có trên dưới 20 người được đưa đến đây. Hôm nào đông thì có đến 30 người. Mỗi người lão chỉ cần xẻo một miếng thịt cũng là quá đủ cho con của lão rồi. Quả nhiên là như vậy. Việc làm của lão ất là vô cùng chót lọt, chẳng ai nghi ngờ gì lão cả. Người nhà của người quá cố thì tuyệt nhiên chẳng biết chuyện gì. Bởi có như nào thì khi hỏa táng xong, tất cả những gì còn sót lại chỉ còn là xương trắng mà thôi. Làm sao biết được cơ thể đã bị thiếu đi một phần thịt? Những người làm cùng lão ất cũng không mảy may quan tâm. Với cái mác là người có thâm niên trong nghề, lão chỉ cần bỏ họ cứ ra ngoài trước, lão ở lại kiểm tra thêm một chút là tha hồ hành động mà chẳng một ai phát hiện ra. Và cứ như vậy, đứa con của lão đã có một thức ăn dễ dàng. Bởi vì đặc thù công việc là đêm, nên đến sáng hôm sau, lão ất mới có thể trở về nhà. Đặt trên xe cái bọc ni lông đen, bên trong chứa toàn là thịt vụn, chính xác là những miếng thịt người mà lão cắt trộm được. Lão ất sung sướng khi nghĩ đến cảnh của đứa con mình sẽ được ăn chúng một cách ngon lành. Xách chiếc túi bước vào trong căn phòng tối, lão ất đưa mắt nhìn nhưng không thấy con quỷ đâu. Bỗng từ đằng xa một mùi hôi thối xộc vào trong mũi của lão, rồi một giọng khò khè vang lên, thịt người. Lão ất giật mình vì khi này con quỷ đang đứng sau lưng của lão. Bởi bình thường khi bước vào đây, lão đã quen với hình tượng của con quỷ ngồi một góc. Ấy vậy mà nay nó đã bắt đầu di chuyển lại trong căn phòng tối. Nhưng điều đó lại càng khiến cho lão ất sung sướng hơn. Bởi điều đó có nghĩa con quỷ mà lão nuôi đã ngày càng mạnh hơn. Vừa đưa chiếc túi chứa những mảnh thịt người, lão ất liền cất tiếng, đây, thức ăn của con đây, mau ăn đi. Rồi lão lại ngồi xuống, nhìn đứa con quỷ của mình bắt đầu ăn. Động tác của con quỷ dần đã nhanh nhẹn hơn xưa khá nhiều. Dù vẫn có gì đó thô cứng như khớp của một con búp bê vậy. Được cánh tay móc vào cái bọc thịt, con quỷ lôi ra một cái tai người rồi đưa lên miệng. Chiếc hàm bắt đầu nghiến dần xuống,
Những phần sụn tai người dưới hàm răng của con quỷ trở nên giòn rụm như người ta nhai heo vậy. Ngửa cổ lên rồi nuốt cái tai người xuống cổ họng. Giọng của con quỷ khè khè lại vang lên: "Cha, thịt người ngon." Lão Ất cười phá lên khi nghe được những từ này. Lão đã thành công mỹ mãn khi nuôi cho mình một con quỷ, điều mà đâu phải ai cũng làm được. Trong giới bùa phép, đây có thể coi là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu. Lão lúc này cất tiếng: "Con của ta, cứ ăn thật nhiều vào, rồi ta sẽ đem về cho con nhiều thức ăn hơn nữa." Con quỷ nghe vậy liền tiếp tục thò tay vào cái bọc nhảy nhụa máu thịt. Lần này nó lôi ra một miếng thịt còn đỏ au màu máu. Đưa miếng thịt vào trong miệng, hàm răng của nó lại bắt đầu nghiến xuống một cách chậm chạp. Những dòng máu sót lại trong miệng, hòa cùng với mỡ và máu, bị sức ép cứ như vậy trào ra, nhỏ nhét hết cả xung quanh miệng của con quỷ. Lão Ất khi này cũng mới để ý, xung quanh miệng con quỷ những phần thịt, sau khi tiếp xúc lâu ngày với những thứ ẩm ướt nhảy nhụa như trứng gà, thì tươi máu tanh dần dần đã phân hủy. Cả cái xác của con quỷ đều đang khô lại, nhưng riêng xung quanh miệng phần thịt đã rụng rời gần hết, để lộ ra một cái hàm răng trắng hiếu có thể nhìn đến tận chiếc răng trong cùm. Chẳng sao cả, về lão Ất có như nào thì đây cũng là con của lão, một tạo vật siêu đẳng mà không phải ai cũng có thể tạo ra. Liên tiếp những ngày sau đó, lão Ất tiếp tục chu cấp thịt người cho con quỷ. Nhưng sức ăn của con quỷ ngày càng nhiều, lão Ất lo sợ một ngày những việc làm của lão sẽ bị bại lộ. Đang loay hoay không biết tìm cách nào để giải quyết thì một lần nữa vận may đã đến với lão. Nơi lão làm việc nhận được một đơn hàng hỏa táng vô cùng đặc biệt, đó chính là từ các bệnh viện. Gọi là hỏa táng thì cũng không đúng lắm, bởi tất cả những thứ được đem đến đây đều là của những người còn sống. Nói cho dễ hiểu thì các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn với đủ mọi tình huống, từ tai nạn giao thông, tai nạn công trình, tai nạn do tự bản thân gây ra. Và trong số những vụ tai nạn đó, không ít những phần cơ thể buộc phải cắt bỏ và những phần cơ thể bị loại bỏ đi sẽ được các bệnh viện đưa đến đây để tiêu hủy. Lão Ất cười thầm trong bụng, quả nhiên là ông trời đã giúp lão. Đứa con của lão mấy ngày nay đúng là có thịt người để ăn, nhưng đó toàn là thịt của những người đã chết, gần như chẳng còn chút sinh khí nào cả. Nay lại có người dâng lên cho lão toàn là thịt tươi của những người thậm chí còn đang sống nhăn răng với số lượng cực lớn. Thêm vào đó là chẳng phải lén lút trộm cắp thịt của những người đã khuất để rồi lo sợ bị phát hiện, cứ đàng hoàng mà làm. Trở về với một bọc thịt lớn trên tay, sau khi đã qua mắt được những người làm cùng, bước vào trong căn phòng rồi thò tay vào trong bọc, lão Ất móc ra một cái chân người còn tươi nguyên rồi nói lớn: "Con của ta, xem ta đem cho con cái gì đây?" Con quỷ người thấy mùi thịt nhưng hoàn toàn khác với mọi lần thì khẽ cử động rồi tiến lại, được cánh tay túm lấy cái bàn chân đã bị nát bét phía bên trên. Có lẽ là do một vụ tai nạn dẫn đến không còn có thể cứu chữa cho nên đành phải cắt bỏ. Con quỷ lúc này cất tiếng khò khè: "Thịt người thơm." Đoàn con quỷ cầm cái chân người rồi bắt đầu đưa vào trong miệng nhai. Cái hàm nham nhở nhe nhét thịt thối rữa xung quanh bắt đầu ấn xuống. Những ngón xương ngón chân bắt đầu bị hàm của con quỷ nghiến xuống, đè vụn hát rồi sau đó xé toạc khỏi bàn chân. Lùa cái ngón chân vừa cất đứt vào sâu bên trong hơn rồi lại bắt đầu nhai, tiếng xương nát tiếng thịt tan bắt đầu vang lên một cách đầy ghê sợ. Ngựa cô nuốt ngón chân cho vào miệng nhai nát bét, con quỷ đưa ánh mắt nhìn về lão Ất. Qua thái độ của nó, nếu phần da thịt quanh hàm của nó mà còn, chắc hẳn là nó đang cười. Đoàn nó tiếp tục bữa ăn của mình, từng chút một, chẳng mấy chốc mà cái bàn chân đã bị nó ăn sạch. Móc tay tiếp tục đưa vào trong túi, lần này nó moi ra một thứ gì đó tròn tròn, dài dài. Thứ này không phải là thịt, nó có một mùi thật khác lạ. Con quỷ không vội ăn mà đưa ánh mắt nhìn vào chân chân, cái thứ đang trên tay của mình. Lão Ân lúc này liền cất tiếng: "Ăn đi, cũng là thịt người cả đó. À mà không đúng, đây là nội tạng, không phải thịt.
nhưng cũng là một bộ phận của con người. Thế nằm trong ổ bụng đó gọi là thận, chắc là của thằng cha nào đó phẫu thuật cắt bỏ. Mà nói cho mày biết chả hiểu được nữa không? Lão Ất lúc này liền lắc cái đầu, thì từ phía bên kia, con quỷ lại cất tiếng khò khè. Thận! Đoàn con quỷ đưa tay nhét quả thận vào trong miệng, rồi cắn một miếng. Không dai như thịt, không rắn như xương, quả thận mềm nhưng mọng nước hơn rất nhiều. Ngay khi hàm răng của con quỷ nghiến xuống, những cái thứ tanh tưởi bẩn thỉu còn lưu lại bên trong phun ra tung tóe. Một mùi tanh vừa khai khai bốc lên, nhưng so với con quỷ thì nó giống như một sự kích thích vậy. Nó liền cất tiếng khò khè. Thận ngon! Lão Ất cười phát lên khi mà nghe thì nó nói như vậy. Không ngờ rằng đứa con của lão lại thích thứ nội tạng bẩn thỉu này hơn là xương và thịt người. Mọi việc cứ như vậy dần dần trôi qua, con quỷ ngày càng được cung cấp máu huyết đầy đủ, thành ra là ngày càng linh hoạt và mạnh mẽ. Lão Ất thì ngày càng trở nên điên dại với những suy nghĩ và hành động của chính mình. Nói không qua lão nuôi một con quỷ, nhưng chính lão cũng đã trở thành một con quỷ từ lúc nào. Nhưng rồi bỗng một ngày kia, lão Ất khi này đang ra chợ mua một số vật dụng. Vốn là một thầy tà cho nên lão không khó để phát hiện ra có những ánh mắt kỳ lạ đang nhìn về phía của mình. Đây không phải lần đầu tiên lão ta bắt gặp ánh mắt này, nhưng ánh mắt của đám thầy pháp, những kẻ có năng lực tâm linh mạnh mẽ. Đưa mắt nhìn về phía xa, lão Ất nhìn thấy đó là hai thầy trò nọ. Tuy dáng vẻ đạo mạo, nhưng trong mắt của lão Ất, hai kẻ này tỏa ra một luồng khí tức chứa đầy pháp lực. Biết là mình đã lọt vào tầm ngắm của ngay người này, lão Ất tiếp tục mua hàng như bình thường, đồng thời lão cũng đang bắt đầu lên kế hoạch tường kế tiểu kế. Rồi lão mỉm cười khi mà lão nghĩ ra được một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ. Đoạn sau khi mua xong món đồ, lão Ất tiến thẳng về chỗ hai kẻ nãy giờ đang chú ý quan sát mình. Hai người kia cũng khá là ngạc nhiên khi lão Ất tiến lại, nhưng cũng đành lặng thinh tiếp tục quan sát. Lão Ất khi đến trước mặt liền cất tiếng trước. Chào vị đồng đạo đây. Chẳng hay vị đồng đạo có việc gì hay sao mà nãy giờ cứ nhìn tôi vậy? Kẻ làm mặt kia lúc này liền cất tiếng. Chào ông, chẳng hay ông có nhầm tôi với ai chăng? Lão Ất khi này liền ngồi xuống đối diện cả hai rồi liền cười. Lão Ất liền nói. Đồng đạo không cần phải giấu giếm làm gì. Đồng đạo quan sát tôi nãy giờ tôi biết hết cả. Tôi cũng là người trong nghề cho nên điều này không có gì là khó. Trước này cũng không có ít người nhìn tôi như vậy. Thành ra tôi cũng quen rồi. Vậy nên tôi mới trực tiếp đến đây để hóa giải sự hiểu lầm mà thôi. Người trẻ hơn đi cùng lúc này mới cất tiếng. Hiểu nhầm sao? Trên người của ông nồng nặc mùi tử thi. Chẳng lẽ là thầy trò ta đã nhầm? Lão Ất khi này liền cười rồi đáp. Cậu trai trẻ nóng tính quá vậy. Được thôi, đi theo ta. Nói rồi lão Ất đứng dậy bước đi. Hai người kia thấy vậy thì liền đưa mắt nhìn nhau. Rồi người sư phụ khẽ gật đầu. Cả hai liền đứng dậy bước đi theo lão Ất. Lão Ất cứ như vậy bước đi, dẫn cả hai thầy trò tới nơi lão làm việc, hay chính là nơi hòa táng người chết. Khi mà lão Ất bước vào, những người làm cùng lão đã liền tiếng chào hỏi. Bác Ất, bác đến rồi hả? Mau nhanh đi, đang có ba đám cùng một lúc, bọn con sửa soạn sợ không có kịp. Lão Ất nghe vậy thì quay người lại nói với hai thầy trò. Nếu hai người không phiền thì ở đây đợi thôi, xong việc tôi sẽ quay trở ra. Dứt lời lão Ất tiến vào bắt đầu công việc như lão làm bao năm qua, chuẩn bị cho những công đoạn để hòa táng. Rồi sau khi xong mọi việc, chính lão cũng là người xếp cốt cho những người đã khuất vào tiểu quách để đem về chôn cất. Khi mọi việc đã xong xuôi, hai thầy trò nọ vẫn còn ở đó để chờ đợi. Lão Ất mới bước ra rồi cất tiếng. Xin lỗi đã để cho ngay người chờ đợi lâu. Hai người là thầy pháp thì tất nhiên không khó để thấy trên cơ thể của ta có rất nhiều mùi tử thi. Giờ thì cả hai cũng thấy rồi. Cái nghề này của ta không mang trên người mùi tử thi không được đâu. Người thầy khi nãy cũng khẽ cúi đầu đáp lễ. Thật là ngại quá. Quả nhiên là chúng tôi đã thực sự hiểu nhầm ông đây. Lúc đầu khi mới đi ngang qua con phố, hai thầy trò tôi phát hiện ra được mùi tử thi phảng phất trong gió. Khi tiến lại gần càng nhận rõ ràng hơn, nó được tỏa ra từ người của ông.
Tuy nhiên thầy trò tôi lại không hề nghĩ rằng ông lại là người làm việc ở đây, ngày ngày tiếp xúc với xác chết, cho nên mới như vậy. Quả thật là đã bất kính rồi. Ngày học trò khi này cũng lên tiếng. Khi nãy đã có chút mạo phạm, xin ông lượng thứ bỏ qua. Lão Ất liền cười rồi đáp, không có gì, đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị hiểu nhầm như vậy. Dẫu sao thì hai người cũng có ý tốt như vậy mà thôi. Ta không có trách cứ gì hai người cả. Thôi bây giờ cũng quá muộn để đi tiếp. Chúng ta gặp mặt nhau ở đây cũng ắt là cái duyên. Ta xin phép mà được mời hai người về nhà của ta ăn cơm rồi nghỉ lại một đêm. Sáng mai lại lên đường như vậy có được không? Hai thầy trò nghe vậy khẽ gật đầu. Người thầy cất tiếng, vậy thì đành phải làm phiền ông một đêm vậy. Và rồi cứ như vậy hai thầy trò nọ theo chân của lão Ất về nhà, mà không biết được rằng đang tiến chân vào hang ổ của quỷ dữ. Lão Ất ngay khi phát hiện ra mình đang bị hai thầy trò này để ý, lão đã có ý định tránh mặt. Nhưng suy đi nghĩ lại, lão nhận thấy đó không phải là cách hay. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất. Lão nghĩ vậy cho nên lập tức nảy ra một ý định, trực tiếp ra mặt nói chuyện với hai thầy trò này. Lão Ất chỉ trong thoáng chốc đã đạt được cùng lúc ba mục đích. Một là tránh được sự nghi ngờ của hai thầy trò này. Biết đâu được rằng nếu lão cứ lẩn trốn, hai thầy trò nhà này sẽ âm thầm điều tra và biết được cái việc mà lão đang làm. Thứ hai là sau khi chiếm được sự tin tưởng của hai thầy trò, lão sẽ rủ cả hai về nhà, nơi đứa con của lão còn đang chờ đợi lão mang thức ăn về. Và lần này không chỉ là những mảnh thịt vụn nữ, mà là thịt của hai kẻ còn sống đàng hoàng, thậm chí còn là máu thịt của hai thầy pháp, thứ mà đám ma quỷ thích nhất. Thứ ba là lão Ất muốn kiểm tra xem đứa con quỷ của mình có sức mạnh đến đâu, nuôi nó bao lâu nay. Thế nhưng quả thật lão Ất không biết nó bây giờ đã có thể làm được những gì. Đây là một cơ hội quá tốt mà ông trời đã cho lão. Nếu đứa con của lão có thể đánh bại hai thầy pháp cùng lúc, vậy thì quá tốt rồi. Còn nếu con của lão bị hai kẻ này giết, thì lão cũng chẳng có gì để hối tiếc. Ta đã làm tất cả những gì lão có thể, không được thì cũng đành thôi. Trở về thực tại, lão Ất khi này đã đưa cả hai thầy trò về nhà. Cả hai đi theo mà không một chút mảy may nghi ngờ. Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, lão Ất đã đứng sang một bên, đưa tay ra ý mời rồi cất tiếng. Mời hai người vào trong, nhà hơi nhỏ, mong hai người đừng chê. Hai thầy trò kia liền không nghi ngờ mà bước tiếp. Nhưng ngay khi bước vào bên trong địa giới của căn nhà, một mùi xú uế kinh khủng đã bốc lên. Từ đằng sau cánh cửa đã ngay lập tức được lão Ất đóng sập, xong khóa chặt lại. Người thầy khi này vội vàng lên tiếng. Chết tiệt, chúng ta đã quá chủ quan. Trong nhà này có trận pháp, bảo sao khi mà nhìn từ ngoài vào ta không nhận ra điều gì. Ngày học trò liên tiếp. Quan trọng hơn, thưa sư phụ, tại sao hắn ta lại đang nhố chúng ta vào đây? Hơn nữa cái trận pháp này của lão ta là muốn che giấu thứ gì chứ? Câu trả lời của câu hỏi đó đến với hai người không lâu. Ngay khi bước chân vào căn nhà này, con quỷ nhận ra được sự hiện diện của hai sinh vật sống mà không phải là cha của nó. Thêm nữa, hai kẻ này có một mùi rất lạ, mà theo cái suy nghĩ giản đơn của nó, hai kẻ này ngon hơn tất cả những gì trước đây nó đã từng ăn. Ngay lập tức con quỷ liền cử động, bước từng bước tiến lại gần hai thầy trò rồi cất giọng. Thịt người, thịt người. Một luồng quỷ khí tà ác khủng khiếp tỏa ra từ con quỷ, khiến hai thầy trò bất giác cảm thấy lạnh tột cùng, cho dù con quỷ còn chưa hiện diện trước mặt. Đây là lần đầu tiên cả hai gặp một thực thể có sát khí khủng khiếp đến như vậy. Thêm nữa, cái tình huống này là quá bất ngờ, hoàn toàn không hề có sự phòng bị từ trước. Người thầy lúc này liền cất tiếng. Cái quái quỷ gì đang ở đây vậy? Tên khốn kiếp kia rút cuộc hắn đã nhốt thứ gì? Người học trò im lặng không đáp, bởi một phần vì không biết câu trả lời, phần vì cái luồng sát khí khủng khiếp kia khiến cho bản thân đang vô cùng hoảng loạn. Và rồi từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm chạp bước ra, đứng trước mặt của cả hai. Dưới ánh sáng lẻ loi có thể chui qua một vài khe hẹp, cả hai thầy trò đều sững người, lạnh sống lưng khi nhìn ra thứ đang đứng trước mặt của họ. Người thầy bất giác liền kêu lên. Quỷ nhập trang sao?
Thế nhưng nếu ở cái cấp độ này có nghĩa là... Từ phía bên ngoài một giọng nói vang lên vang vọng khắp căn nhà. Không ai khác chính là giọng của Lão Ất, kẻ đã đứng ngoài mà quan sát tất cả. Hai người thấy sao? Con của ta đó, nó đã hấp thu biết bao sinh khí, từ những thứ nhỏ nhất như trứng gà, thịt tươi, máu huyết, rồi đến cả thịt người nó cũng đã ăn qua. Và bây giờ nó sẽ được nếm thử cái thứ tuyệt vời nhất, đó là máu thịt của thầy Pháp. Ngày học trò lúc này liền nói lớn đầy tức giận, khốn kiếp. Nhưng mà chỉ đến thế mà thôi, bởi người học trò đã không còn có thể nói được. Con quỷ đã tiến lại từ lúc nào? Cái cơ thể mới ngày đầu còn không thể cử động, này đã linh hoạt hơn rất nhiều. Thêm nữa là cơ thể quỷ sau khi hấp thụ quá nhiều sinh lực, chúng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Được cánh tay móc thẳng từ dưới lên, xuyên qua hàm của người học trò, rồi nhấc bổng cả cơ thể lên không trung chỉ với một tay. Máu huyết từ nơi vết thương bắt đầu chảy ra lan dài trên cánh tay của con quỷ lẫn cơ thể của người học trò, rồi trào cả vào trong cuống họng, nơi chiếc lưỡi đang bị những ngón tay của con quỷ chèn ép, tạo ra những tiếng ọc ọc như là nghẹt nước vậy. Có bất ngờ trước sức mạnh khủng khiếp của con quỷ, người học trò bị dính đòn hiểm mà gần như chẳng có còn thể chiến đấu. Người thầy khi này thấy học trò lâm nguy, vội dùng tất cả những gì có thể từ bùa chú cho đến pháp bảo đánh vào người con quỷ, nhưng tuyệt nhiên chẳng chút suy chuyển. Nó vẫn đứng đó, nhấc cái thân xác của người học trò lên cao mà quan sát. Dòng máu chảy từ họng của người học trò xuống cánh tay, trôi dần xuống bả vai, rồi loang lổ khắp cơ thể. Một mùi tanh nồng sộc lên. Con quỷ ngửi được mùi máu tanh thì lúc này cất tiếng thơm. Đoàn con quỷ khẽ co tay, hạ thân xác của người học trò xuống một chút, rồi dùng tay còn lại túm lấy đầu của người học trò. Những ngón tay khổ quắt của nó lúc này móc vào đầu với một sức mạnh kinh hồn. Những tiếng răng rắc nhỏ vang lên. Sọ não của người học trò đang bắt đầu có những dấu vết rạn nứt. Những con quỷ đau đớn đến tột cùng mà tuyệt nhiên không thể nào gào thét lên được, bởi cuống họng vẫn đang bị lưỡi và những ngón tay còn lại của con quỷ chèn ép. Thế người học trò đang trong tình huống vô cùng nguy cấp, người sư phụ lúc này lại điên cuồng dùng mọi cách để giải thoát, cũng như đã thương con quỷ. Khốn kiếp, mau thả học trò của ta ra. Tuy nhiên tất cả đều vô dụng. Cơ thể của con quỷ lúc này có thể nói đang trong trạng thái kim căng bất thoại. Mặc kệ những công kích gào thét từ sư phụ, con quỷ chẳng hề đoái hoài hay là quan tâm. Được cánh tay đang móc hàm, nó khẽ thu tay lại. Với sức lực kinh hoàng, cái hàm dưới của người học trò đang dần bị kéo ra. Khừng một tiếng, khớp nối hàm với hộp sọ đã bị tách rời. Sau đó phần thịt kết nối cả hai cũng bị kéo căng, rồi bắt đầu đứt ra từng khúc một. Những sự đau đớn tột cùng cứ như vậy tiếp tục lan đến. Chân của người học trò dãy đạp đấm đá liên hồi vào người con quỷ nhưng đều vô dụng. Và rồi đến khi giới hạn không chịu được nữa, những thứ thịt trên mặt của người học trò đã bị xé toạc. Cái hàm dưới đã bị cánh tay con quỷ xé rách khỏi cơ thể. Lưỡi của người học trò khi này đã không còn bị những ngón tay chèn ép nữa, nhưng nó cũng không còn hàm dưới để đỡ. Tiếng thịt nát, tiếng xương tan cứ như vậy vang lên, bởi hai hàm răng trắng ngần có thể nhìn đến cái tận trong cùng của nó. Người thầy thì gần như không thể tin được vào mắt của mình. Đây là lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh tượng kinh dị như vậy. Thêm vào đó một nỗi lo sợ vang lên trong đầu, rằng nếu không tìm cách giết được con quỷ hay thoát ra khỏi đây, thì kẻ tiếp theo sẽ bị ăn thịt chính là bản thân của mình. Nghĩ đến đây, người thầy cảm thấy vô cùng ớn lạnh, một sự sợ hãi đến tột cùng. Còn phần người học trò sau khi chịu sự đau đớn đến kinh hoàng, đau đớn đến mức không thể ngất đi, thì nỗi sợ thậm chí còn khủng khiếp hơn thầy mình gấp nhiều lần. Miệng không thể nói, không thể gào khóc, đau đớn thì vẫn có thể cảm nhận được chân thực. Nhưng đôi mắt thì vẫn mở ra được để chứng kiến con quỷ đang dần ăn thịt chính bản thân của mình. Đau đớn cả về thể xác và tinh thần quá mức kinh khủng. Ngược lại, sự kinh hoàng mà cả ngày thầy trò kia đang phải chịu, ở phía ngoài Lão Ất đang cười vô cùng khoái chí. Ngay từ khi lão bắt đầu nuôi quỷ, đề phòng bất trắc, lão đã tạo ra kết giới xung quanh
ngôi nhà này để mà không một ai có thể biết được những gì mà lão ta đang làm. Bởi nếu là một thầy pháp cao tay, chỉ cần đứng từ xa cũng có thể biết được trong nhà đó có tà khí hay là không. Ấy vậy mà lại vừa hay ngày hôm nay cái trận pháp mà lão ta tạo ra lại có thể giúp lão đánh lừa ngay thầy trò nhà này. Quả thật là may mắn đến với lão liên tục. Giờ đây khi mà nhìn đứa con của lão nuôi bấy lâu nay vô cùng hùng mạnh, lão lại càng thấy bản thân của mình thật vĩ đại. Trở lại với tình hình bên trong căn nhà, sau khi nhai xong cái hàm dưới của người học trò, ngó xuống thì cái lưới đang thòng lòng chảy dài. Con quỷ một tay vẫn đang bấu chặt vào hộp sọ, tay còn lại liền giơ ra túm lấy cái lưới đó mà khẽ giật, và rồi nó túm chặt lấy rồi lôi ra. Ngay lập tức lưỡi rồi cuống họng trực tràng, cùng một phần của nội tạng gắn vào đó bị lôi ngược lên. Đau đớn là không thể tả xiết, cơ thể của người học trò co giật liên hồi. Rồi như bị mắc bởi thứ gì đó, một phần ruột thịt đứt tung bởi lực căng, khiến cho phần còn lại của ruột quay trở lại khoang bụng. Chỗ còn lại gắn với lưỡi thì đã bị lôi tuột ra ngoài. Được cái đống hỗn tạp vừa mới rút ra, con quỷ đưa lên mặt rồi bắt đầu khò khè. Thịt thơm. Đoạn nó lại bắt đầu đưa những phần sắc vừa xé được vào miệng. Máu me dịch ruột cứ như vậy bị áp lực của hai hàm răng ép chảy ra bên ngoài. Ngay bên cạnh người thầy khi chứng kiến tận mắt đã không còn chút ý chí chiến đấu nào nữa. Khi nãy còn điên cuồng tìm cách nhưng chẳng biết từ bao giờ đã bất giác buông tay. Sức người nhìn con quỷ đang từ từ xé xác ăn thịt người học trò của mình. Mày, mày... Nghe nữ trong cổ họng, người thầy muốn nói điều gì đó nhưng tuyệt đối không thể thốt được thành lời. Có lẽ sự kinh hoàng đang diễn ra trước mặt đã khiến cho tâm trí không còn có thể điều khiển được hành động nữa. Người học trò khi này cả cơ thể đã sụi lơ, tuy vẫn còn sống, thế nhưng chẳng còn thể làm được gì, kể cả là dãy giụa. Một phần do những dây thần kinh ở cổ đã bị ảnh hưởng khi con quỷ rút lưỡi của cậu ta. Hay là những ngón tay vẫn còn đang bóp chặt hộp sọ, một sức ép đè lên lão khiến không thể còn có thể tự điều khiển được hành vi. Nhóc nhép nhai nó cái lưỡi vào một phần của nội tạng, con quỷ lại định giơ tay lên xé thêm phần thịt thì những tiếng răng rắc vang lên. Cánh tay với những ngón tay đang bấu chặt vào hộp sọ hình như đã dùng hơi quá sức, làm cho hộp sọ bắt đầu có những vết nứt. Ngón tay của con quỷ giờ đã găm sâu vào hộp sọ. Nhưng một sự tò mò cũng đúng thôi. Trước nay con quỷ tuy được ăn thịt người, nhưng toàn là thịt thừa hoặc là những bộ phận bị bỏ đi, chứ làm gì có đầu người để cho nó thưởng thức. Nó liền hạ cái xác đã rũ rượi của người học trò xuống, rồi dùng hai ngón tay móc miết vào cái vết lõm do bị bóp vỡ mà lún xuống. Dùng lực đẩy mạnh sang hai bên, giống như người ta tách cáo rửa vậy. Những tiếng răng rắc vang lên, cái hộp sọ của người học trò bị mở tung ra, để lộ ra một bộ não trắng ngần với vô số máu, với vô số mạch máu lớn nhỏ. Dành cho những ai chưa biết, con người chỉ chết khi chết não, tức là khi tim đã ngừng đập. Chưa chắc bạn đã chết, và dù hộp sọ của bạn có bị mở bung, tháo bung ra mà não của bạn không ảnh hưởng, thì bạn vẫn không chết. Hộp sọ nó chỉ giống như là một chiếc mũ bảo hiểm của bộ não vậy. Trong trường hợp này nghĩa là người học trò đã bị mở tung hộp sọ, nhưng người học trò vẫn còn sống. Còn sống để chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nhất đối với chính bản thân của mình. Cơ thể đã chẳng còn cảm nhận được đau đớn, những nỗi đau tinh thần thì kéo đầu thai thêm vài kiếp, sợ cũng chẳng quên được. Nói thì nói vậy, bởi biết được rằng người học trò có cảm nhận được nữa hay không. Ngay khi mở tung hộp sọ, con quỷ chỉ khẽ quan sát một chút, sau đó nó dùng tay móc thẳng vào bên trong, bế nguyên cái bộ não ra khỏi hộp sọ. Đó cũng là cái lúc chết của người học trò ập tới. Cả bộ não trên tay trước đến nay, con quỷ chưa được thấy và ăn thế nào ngon như vậy. Đưa lại gần miệng rồi bắt đầu ăn, nhưng không như những thứ trước, bộ não mệt và ướt át. Thậm chí không cần dùng lực cũng có thể cắn ngập vào. Cũng vì vậy mà não của người học trò bé bét ra xung quanh, giống như việc con người ta há miệng mà ăn một miếng đậu phụ cỡ lớn vậy.
Tuy nhiên cái thứ mềm mềm này lại khiến cho con quỷ vô cùng thích thú. Miệng của nó khò khè. Ngon. Rồi nó lại đưa tay lên miệng, cố gắng vừa vết cái thứ não nhờ nhớp bắn tung tóe kia vào trong miệng. Người sư phụ từ bấy giờ cũng đứng chết chân mà chứng kiến tất cả mọi thứ kinh dị trước mặt. Và rồi khi con quỷ đã thôi không còn vừa đống não nát vụn kia nữa, nó bắt đầu xoay người, nhìn sang phía người phụ nữ kia. Một cảm giác ớn lạnh đến tột cùng ập tới. Người sư phụ biết điều gì sắp đến với mình, miệng nghẹn đắng chỉ nói được vài câu. Không, không. Nhưng điều gì đến cũng phải đến. Người sư phụ tiếp sau đó đã trở thành nạn nhân của con quỷ. Cái xác của ông thậm chí còn bé bét hơn của người học trò. Nhưng mà nỗi đau, nỗi sợ hãi mà người học trò phải nhận, ông cũng trải qua, thậm chí còn có phần khủng khiếp hơn. Và rồi sau khi đã hoàn thành bữa ăn của mình, con quỷ lầm lũi trở về góc nhà quen thuộc. Khi này lão Ất mới mở cửa bước vào, miệng của lão nở một nụ cười mà nói lớn. Tuyệt vời lắm con của ta. Và rồi cứ như vậy, cứ vài hôm, lão Ất lại dụ dỗ được một vài người về nhà cho con của mình ăn thịt. Nhiều người trong số đó là thầy pháp chuyên đi trừ yêu trừ ma. Nhưng khi đối diện với một con quỷ có nhục thân, công sức mạnh đến kinh hoàng thì đều lần lượt bỏ mạng. Cho đến một ngày khi lão Ất cũng đã quá già yếu, cả cuộc đời của lão con quỷ này cũng chính là thành quả lớn nhất. Và sau vô số lần lừa những người khác đến để cho con của mình ăn thịt, lão tự nhiên nghĩ rằng sẽ chẳng phải thật tuyệt vời khi chính bản thân của mình cũng trở thành thức ăn cho con quỷ sao? Đằng nào lão chả chết không sớm thì muộn. Thêm nữa không thể để cho con của lão trong căn nhà này khi lão chết được, bởi kiểu gì cũng có người phát hiện ra và biết đâu sẽ có ai đó giết con của lão. Và rồi lão đã dẫn con của mình đến một cái cống ngầm nơi có quá ít ánh sáng mặt trời nhưng vô cùng rộng rãi, hôi thối bẩn tiều tanh tưởi, điều kiện quá phù hợp cho con của lão. Và rồi khi ở đó, lão đã kết thúc cuộc đời của mình bằng cách dùng chính bản thân của mình làm thức ăn cho con quỷ. Còn con quỷ, bạn muốn biết cuộc sống sau này của nó thế nào, chờ đợi gì nữa, hãy thử ra cống ngầm nhà bạn xem sao, biết đâu bạn lại thấy một người ăn mặc trùm đầu ở đó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.